Nhắc chủ cho cá ăn. Cho cá ăn chưa? Ừ, nhắc chủ cho cá ăn. Cho cá ăn chưa Bảo Thi? Ừ, tiếp chủ nha. Các múa đi, các múa đi. Các múa, múa. Con múa, con múa đi rồi cho. Múa, múa thêm vòng nữa đi. Múa. Rồi, vô chuồng. Tự mình hối mình lại lên ha. Rồi, mở cửa chuồng vô con. Giỏi quá ta. Giỏi quá nha. Rồi, chúc ngủ ngon nha. Rồi ra đi con. Gác. Rồi gác ra đi. Rồi nâng cửa chuồng lên là ra con. Rồi nâng lên. Nâng mạnh lên. Ô giỏi quá. Rồi đi lên chuồng đi con. Rồi đi lên chuồng đi con. Rồi đi lên bước qua hồ cá nha. Bước qua hồ cá đi con. Ruby nó vô trong đó làm cái gì vậy không biết nữa. Hả Ruby? Rồi lên đi con. Nó chọc cái cá này. Cá à kẹt. Chọc cái cắn. Ừ, cái cắn. Phải không? Ai dám chọc? Cái gì hả? Giấc chưa không ngủ rồi la sùm ở trên á. Cho cá ăn chưa, cho cá ăn chưa hả? Lo ngủ chưa đi. Lo cho con cá quá ha. Ha. Nó thương con cá lắm. Cho cá ăn chưa, cho cá ăn chưa. Ngày nào cũng đứng trên bờ hồ nhìn ngắm cá trên. Hay trồng rau trên đây che mát cho nó nè. Chưa nó không ngủ. Mẹ ơi, bây giờ mưa bữa nay không tắm rồi, núp ở đó rồi. Lạnh hay gì rồi. Bữa nay sao trời mưa không đi tắm không biết nè. Mẹ ơi, đứa ở dưới thì uống nước, đứa ở trên thì đứng nhìn vậy đó hả? Hả? Nè, đứa trên nhìn xuống, đứa dưới nhìn lên. Các ơi, làm gì lạnh này vậy các? Hả? Tắm chưa? Mỗi lần quay phim là đưa cái mặt giấu cũng mất tiêu rồi, nó vậy đó. Nó quay phim này giấu mặt à. Quay cái mặt ra cho quay phim với coi. Ừ. Nhắc chủ cho cá ăn. Cho cá ăn chưa? Ừ, nhắc chủ cho cá ăn. Cho cá ăn chưa Bảo Thi? Ừ, tiếp chủ nha. Tiếp chủ kêu hỏi cho cá ăn chưa. Cho cá ăn chưa? Bảo Thi đâu rồi? Vậy là nó không nghe rồi. Trời mưa trời gió không lo thân mình đi. Đi nhắc cho cá ăn. Thấy vậy không? Mưa gió bão bùng còn nhắc cho cá ăn nữa hả? Hả? Con Bi á thì chọc nó chọc cái cắn với con cá thì nhắc cho ăn không bỏ bữa nào luôn nè. Thấy vậy không? Đứng lạnh rung chứ cũng nhớ nhắc cho cá ăn. Kìa, nhắc chủ cho cá ăn, giờ chủ cho cá ăn rồi kìa. Cho cá ăn rồi đó nghe. Nè. Nè, thức ăn đây nè. Rồi cá ăn rồi đó. Nghe không có kêu nó nghe chưa? Được rồi nghe. Cho cá ăn rồi đó. Các múa đi, các múa đi. Các múa, múa. Con múa, con múa đi rồi cho. Múa, múa thêm vòng nữa đi. Múa. Trời ơi, nó làm biến nè. Nó làm biến á. Chút xíu cơm chín cho ăn nha. Nghe ghét.
cơm chưa chín, chưa được 5 giờ nữa mà nãy giờ la làng hoài, cho nên cho miếng dưa leo ăn đỡ đói nè. Đúng rồi, lẹ lên vô chuồng nha con. Rồi vô chuồng, tự mình hối mình lẹ lên ha. Rồi mở cửa chuồng vô con. Giỏi quá ta, giỏi quá nha. Rồi chúc ngủ ngon nha, sáng mai gặp lại nha. Sáng mai nhớ tự động mở cửa chuồng nha kia. Rồi chào.